xe i10 hatchback một đầu có 3 phiên bản. Hai phiên bản số sàn và một phiên bản số tự động. Với hai phiên bản số sàn chia ra thành i10 số sàn bản thiếu với bản này xe taxi hay dùng và phiên bản số sàn bản đủ. Xe số sàn bản thiếu có gì? Xe bản thiếu không có túi khí. Xe bản thiếu không có đèn sương mù. Xe bản thiếu không có đầu DVD cảm ứng. Xe bản thiếu không có nâng hạ ghế lái. Xe bản thiếu la răng bằng sắt. Xe bản thiếu có đèn xi nhan trên thân xe. Xe bản thiếu có tay nắm cửa cùng màu thân xe. Xe số sàn bản đủ có gì? Xe bản đủ có một túi khí. Xe bản đủ có đèn sương mù. Xe bản đủ có đầu DVD cảm ứng. Xe bản đủ có nâng hạ ghế lái. Xe bản đủ la răng đúc hợp kim lôm. Xe bản đủ có đèn xi nhan trên gương chiếu hậu. Xe bản đủ có tay nắm cửa mạng rộng. Trình giao thông rất khó khăn, đông đúc chậm chạp với các bạn.
Còn khi mà nhìn ở tuyến đường bên trên, tức là đường Vành Đai Ba hướng từ Cầu Giấy để đi về phía khu vực cầu Thanh Trì, thì lượng phương tiện đi cũng khá là chậm chạp. Xe Y10 số tự động có gì? Có hai túi khí, có đèn sương mù, có đầu DVD cảm ứng, có nâng hạ ghế lái, la răng đúc hợp kim lum, có đèn xi nhàn trên gương chiếu hậu, có tay nắm cửa mạ rồng. Xe Y10 sedan 2 đầu có 3 phiên bản, 2 phiên bản số sàn và 1 phiên bản số tự động. Với 2 phiên bản số sàn chia ra thành Y10 số sàn bản thiếu với bản này xe taxi hay dùng và phiên bản số sàn bản đủ. Xe số sàn bản thiếu có gì? Xe bản thiếu không có túi khí. Xe bản thiếu không có đèn sương mù. Xe bản thiếu không có đầu DVD cảm ứng. Xe bản thiếu không có nâng hạ ghế lái. Xe bản thiếu la răng bằng sắt. Xe bản thiếu có đèn xi nhàn trên thân xe. Xe bản thiếu có tay nắm cửa cùng màu thân xe.
Xe số sàn bản đủ có gì? Xe bản đủ có một túi khí. Xe bản đủ có đèn sương mù. Xe bản đủ có đầu DVD cảm ứng. Xe bản đủ có nâng hạ ghế lái. Xe bản đủ la răng đúc hợp kim lôm. Xe bản đủ có đèn xi nhan trên gương chiếu hậu. Xe bản đủ có tay nắm cửa mạc rộng. Xe Y10 số tự động có gì? Có hai túi khí, có đèn sương mù, có đầu DVD cảm ứng, có nâng hạ ghế lái, la răng đúc hợp kim lôm, có đèn xi nhàn trên gương chiếu hậu, có tay nắm cửa mạc rộng.